Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách móc cái cánh hoa sen như thế này để chúng ta có thể trưng vào dịp Tết. Bây giờ để móc được cánh hoa sen như thế này, chúng ta cần chuẩn bị kéo, kim móc, len màu trắng. Cũng có thể là có bạn sẽ thích len màu hồng, chúng ta có thể đổi lại. Đây là cái lõi thép này để chúng ta móc xung quanh cái cánh này. Đó. Bây giờ để bắt đầu thực hiện thì chúng ta sẽ cùng móc 15 mũi bính như thế này. Chúng ta sẽ móc đủ 15 mũi bính. Xong sau đó chúng ta lên một bính, chúng ta móc một mũi đơn, hai mũi đơn, chúng ta móc tiếp hai mũi chữ T, bốn mũi kép. Chúng ta tiếp tục móc thêm 2 mũi chữ T. Sau khi chúng ta móc xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ móc mũi đơn. Một mũi đơn. Hai mũi đơn. Ba mũi đơn. Bốn mũi đơn. Và cuối cùng vào cái chân này, chúng ta cũng móc một mũi đơn, 5 mũi đơn. Sau khi chúng ta móc xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ móc cái bên đối diện, một mũi đơn, hai mũi đơn, ba mũi đơn, bốn mũi đơn. Tiếp tục chúng ta sẽ móc hai mũi chữ T. Một, hai mũi chữ T. Chúng ta tiếp tục móc bốn mũi kép. Sau khi chúng ta móc hết 4 mũi kép, chúng ta lại móc 2 mũi chữ T đối diện với cái bên nút bên kia mà chúng ta vừa mới móc. Sau khi chúng ta móc xong rồi, chúng ta móc tiếp tục 2 mũi đơn. 1 mũi đơn. Hai mũi đơn. Sau khi chúng ta móc xong cái bên đối diện như thế rồi, chúng ta kết hàng bằng cái mũi trượt và chúng ta lên hàng thứ hai. Chúng ta lên hàng thứ hai xong sau đó chúng ta sẽ lên, chúng ta móc tiếp như thế, một mũi, hai mũi đơn, hai mũi chữ T. Bốn mũi kép. Sau khi chúng ta móc được bốn mũi kép, chúng ta lại tiếp tục móc hai mũi chữ T. Tiếp tục móc mũi đơn, 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta tiếp tục móc bên đối diện, 1, 2,
3, 4. Tiếp tục móc chữ T, 2 mũi chữ T. 1, 2. Tiếp tục móc 4 mũi kép. 1, 2, 3, 4 mũi kép, 2 mũi chữ T tiếp theo. Sau khi chúng ta tiếp tục móc xong, chúng ta móc 2 mũi đơn và kết thúc hàng bằng mũi chuyền. Bây giờ chúng ta sẽ móc đến cái hàng thứ 3. Và ở cái hàng thứ 3 này thì chúng ta cần phải có cái lõi thép. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu móc. Chúng ta sẽ để cái lõi thép vòng lên, vòng như thế này. Vì chúng ta lấy cái hàng cái đầu len này là ở phía dưới cuống này, còn đây là cái đầu cánh hoa này, vì thế nên chúng ta phải móc vòng như thế này. Chúng ta bắt đầu móc, chúng ta cũng lên một bính này, xong sau đó chúng ta luồn móc bình thường này, móc mũi đơn này, các bạn móc mũi đơn này, và trong khi chúng ta móc thế thì chúng ta luồn qua cái lõi thép, chúng ta móc vào. Đầu tiên thì các bạn móc chưa quen nó sẽ rất là khó, nhưng mà sau nó sẽ rất là nhanh. Đây, chúng ta để như thế này, chúng ta luồn này, chúng ta luồn cả cái lõi thép vào. Chúng ta bắt đầu móc, móc mũi đơn ở cái hàng cuối cùng này. Sau khi chúng ta móc được 1, 2, 3, 4, 5, 6, cái mũi thứ 7 này chúng ta thêm một mũi bính. Móc tiếp một mũi đơn và chúng ta cứ tiếp tục móc. Sau khi chúng ta móc đến gần cái phía cuối này, còn 1 2 mũi này. Còn hai cái mũi phía cuối này, đây là cái mũi chính ở phía cuối này. Chúng ta móc một mũi đơn này. Sau khi chúng ta móc một mũi đơn rồi, chúng ta thêm một mũi bính vào cái mũi chính giữa ở cái phần cuống này này. Chúng ta móc một mũi bính này. Xong chúng ta lại móc một mũi đơn này. Đó. Sau khi chúng ta đã móc xong một cái mũi này, chúng ta lại tiếp tục thêm một mũi bính vào đây, để chúng ta làm cái cuống này cho nó đẹp này. Khi mà chúng ta đã móc được đến đây rồi, chúng ta quay kéo cái lõi thép quay lại. Đó, chúng ta quay xuống như thế này. Và chúng ta lại móc sang cái lõi thép bên cạnh này. Còn đây là cái phần cuống để chúng ta giữ cố định. Bây giờ chúng ta chuyển sang, chúng ta móc cái lõi thép bên cạnh này. Chúng ta tiếp tục lại móc bằng mũi đơn. Chúng ta kéo nó thẳng xuống. Đó, bây giờ chúng ta bắt đầu móc. Khi chúng ta đã móc được gần đến cuối cùng, nghe đối diện với cái bên mà lúc nãy chúng ta thêm một mũi bính ý, chúng ta sẽ thêm một mũi bính vào đấy. Đây, đối diện với cái bên này,
chúng ta sẽ thêm một mũi bính vào đây. Và chúng ta tiếp tục móc cho đến hết. Sau khi chúng ta hết, chúng ta kết thúc hàng bằng mũi trượt. Và chúng ta tiến hành chúng ta cắt len. Sau khi chúng ta cắt len xong rồi, bây giờ chúng ta lấy cái kim khâu len, chúng ta khâu cố định lại. Giấu cái đầu len thừa này đi. Chúng ta khâu vào cái mặt trái này. Sau khi chúng ta đã xong rồi thì chúng ta có thể chúng ta giấu cái đầu len này đi. Và chúng ta tiến hành cắt. Bây giờ chúng ta có thể điều chỉnh lại cái dây thép này. Chúng ta được một cái cánh hoa có cái độ cong như ý. Sau khi chúng ta xong rồi, chúng ta vặn cái đầu tép này lại. Đó. Vậy là chúng ta móc hoàn chỉnh một cái cánh hoa sen. Thì chúng ta có thể móc thật là nhiều nhiều cánh hoa, xong sau đó thì chúng ta tiến hành chúng ta ghép lại. Để chúng ta được cái bông hoa sen. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nhớ đón xem video lần sau của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách ghép cái cánh hoa sen để thành một cái bông hoa sen hoàn chỉnh. Cảm ơn các bạn.